bà và anh chị em và ở cùng cha. Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tin mừng Matthêu chương 11 câu 29. Khi Chúa Giêsu cất tiếng nói: Anh em hãy học cùng tôi, bởi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha sở, quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay rất là ngắn, nhưng mà có thể nói là dàn trải ra trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu mở lời mời gọi: Hãy đến cùng Thầy, hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mà bây giờ chúng ta học với Chúa Giêsu cụ thể bằng cái gì? Thưa, ở trong thánh lễ chúng ta có một cái phần rất là quan trọng, đó là phần phục vụ lời Chúa. Và hội thánh như hiền thê của Chúa Giêsu đã dọn bữa ăn cho chúng ta là lời của Chúa, nên chúng ta nghe lời Chúa mà như là ăn, nghe lời Chúa mà như là học. Và con có thể mạnh dạn mà nói là Chúa Giêsu như là một vị tôn sư và vị thầy đáng kính. Ngài mở một trường, mở một cái trường học và gọi chúng ta như những đứa bé học sinh đến để Ngài dạy học. Dạy không có lấy tiền, không có thu học phí, không có bắt đóng quỹ phụ huynh học sinh, quỹ bảo trợ học đường thế này thế kia. Mà ngược lại, học trò mà đến học với Thầy Giêsu đó, thì khi học xong về là còn được mang theo quà. Mà quà của Thầy Giêsu thì quý lắm. Nên nhiều khi chúng ta đi dự thánh lễ, chúng ta cứ nghĩ thánh lễ đó là một cái nghi thức diễn tiến vậy, rồi phần nào mà sống động thì ta tỉnh táo, còn cái phần nào mà nó lặp đi lặp lại nó đều đều, cái tự nhiên ta ngủ quên mất, ta ngủ gật. Trong khi đó có thể nói là mỗi một thánh lễ là Chúa Giêsu đang dạy học cho chúng ta. Phần phục vụ lời Chúa diễn ra tại cái bục này. Bục này là bục giảng của Chúa Giêsu này, Thầy Giêsu này. Các anh chị em mà lên đọc bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai nếu mà Chủ nhật, rồi ca đoàn hát bài đáp ca, tất cả những cái đó đều là bài học của Chúa Giêsu ấy. Và nhất là bài tin mừng. Bài tin mừng là chính Chúa Giêsu qua những linh mục như chúng con, như cha sở, như các linh mục khác đến đây đứng lên trên bục này, thì không còn là con người Lê Quang Uy hay là cha Hiệp Chánh Xứ hay là bất cứ một linh mục nào nữa, mà lúc đó chúng con đang giữ một cái trọng trách rất quan trọng là thay mặt Chúa Giêsu để mà chuyển đến cho anh chị em hai cái bài học: học suốt đời, học không bao giờ hết, học đi học lại, học tới học lui, học bằng nhiều cách, học bằng bài này bằng bài kia, nhưng mà chỉ có chuyện hiền hậu và khiêm nhường. Không có học toán lý hóa, không có học sinh ngữ, không có học gì hết, mà là học hai bài học: hiền hậu và khiêm nhường. Ta như những đứa bé mà cứ phải học hoài, rồi lát nữa ta trở về cuộc sống, ngày mai ta sống cuộc đời của mình, bài học đó nó đi theo chúng ta về nhà, theo chúng ta ra ngoài chợ, theo chúng ta về khu xóm. Lúc ban nãy cái anh mà anh lái xe anh chở con từ Vũng Tàu, con là từ Vũng Tàu về thẳng đây, len lỏi qua các đoạn đường giờ cao điểm đông kinh khủng, ngang qua cả những khu chợ, ngang qua những chỗ buôn bán, lo quá, tại vì còn có một đoạn ngắn là trên cái bản đồ, trên gắn là trên
cái điện thoại trên xe đó, thì thấy là mình gần tới nơi rồi, cái điểm nhà thờ đã tới rồi, thấy nó rồi, mà đi hoài không tới là bởi vì đông quá. Đấy, cuộc sống của chúng ta bên ngoài nhà thờ nó ở những chỗ đó, đó. Nó ở khu xóm, nó ở chợ búa, nó ở công ăn việc làm, nó ở những người hàng xóm không phải là người Công giáo với chúng ta. Chúng ta sẽ lấy cái gì mà sống, lấy cái gì mà chúng ta ứng xử đối đãi, lấy cái gì mà tương giao như con người với con người. Thưa, lấy chính bài học của Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong một thánh lễ. Ngày mai đến cũng vẫn đoạn này, nhưng mà con sẽ đọc cái câu khác, là anh em hãy đến cùng thầy sẽ cho anh em nghỉ ngơi và bồi dưỡng, là phần phục vụ thánh thể, là Chúa chữa cho ta nghỉ ngơi và chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Còn ngày hôm nay, ngày mai là Chúa Giêsu là vị lương y chữa lành, còn hôm nay là ngài là vị tôn sư dạy dỗ chúng ta, dạy những bài học mà quý giá. Không, ở đời này không ai dạy cho chúng ta, không có trường đại học nào, cũng không có thầy giáo nào có thể dạy, cô giáo nào dạy cho ta được. Các thầy cô giáo sẽ dạy toán lý hóa văn sử địa, sẽ dạy chúng ta vi tính, dạy võ, dạy múa, dạy hát, dạy xóa mù chữ, ví dụ như vậy. Nhưng mà riêng Chúa Giêsu sẽ dạy cho chúng ta bài học của yêu thương. Yêu thương thể hiện qua hiền hậu và khiêm nhường. Và bài học đó thì chúng ta cứ phải học hoài, bởi vì anh chị em trở về với môi trường sống của mình là có thể chúng ta đụng phải cái sự hung hăng, dữ tợn, ta đụng phải cái sự kiêu căng ngạo mạn, ta đụng phải sự dối trá. Làm sao ta sống đây? Nếu mà ta không có cẩn thận, ta sẽ bị lây theo. Đáng lẽ ta phải giúp cho họ lây cái tốt của mình, thì ta lại bị lây cái xấu của họ. May quá, nếu anh chị em đi lễ, đi dự thánh lễ Chúa Nhật, thì bài học của Chúa Giêsu sẽ dạy cho chúng ta. Mỗi một Chúa Nhật là khác hết. 3 năm ABC đã khác à, là một năm có 50 mấy tuần, thì anh chị em sẽ có 150 mấy bài dạy. Cái nền ở dưới là hiền hậu và khiêm nhường, nhưng mà dạy bằng kiểu này, dạy bằng kiểu kia, dạy bằng mùa vọng, dạy bằng mùa chay, dạy bằng mùa Giáng sinh, dạy bằng mùa phục sinh, dạy bằng mùa thường niên. Và chúng ta đem bài học đó vào về mà dùng, mà ứng dụng. Nếu mà anh chị em lại không những chỉ đi ngày lễ Chúa Nhật không, mà đi lễ cả ngày thường, quá tuyệt vời. Bởi vì ngày thường chúng ta lại có năm chắn năm lẻ, cũng vẫn học cái bài nền là hình hậu và khiêm nhường, nhưng mà chúng ta lại có 300, khoảng 300 bài học của một năm, và năm chẵn năm lẻ là ta có 600 bài học nữa, để mà chúng ta mang về mà dùng ở trong cuộc đời của mình. Nên anh chị em thấy cái trường học của Chúa Giêsu dạy chúng ta nhiều kinh khủng ha. Chúa Nhật không là 150, ít nhất là 150 bài, ngày thường cộng thêm 600 bài nữa. Một năm nếu anh chị em đi lễ đầy đủ hết cả ngày thường lẫn Chúa Nhật, chúng ta được học với Chúa 750 bài, mà cái nền dưới vẫn là hiền hậu và khiêm nhường. Còn ở trên là tha thứ này, là giúp đỡ này, là bác ái này, là cầu nguyện này, bao nhiêu là bài học, mà cái nền dưới vẫn là hiền hậu và khiêm nhường. Chúa Giêsu nói rõ ràng chứ không phải là con chế ra. Anh em hãy học với thầy thì thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường, bây giờ thầy mở miệng ra thầy dạy, thì cái hiền hậu và khiêm nhường của thầy nó tràn sang từ thầy, nó tràn sang anh em. Và nếu anh em mang được cái lời đó về trong gia đình, thì cái sự hiền hậu đó nó sẽ làm người cha yêu thương các con, người chồng yêu thương người vợ, con cái kính trọng cha mẹ, anh chị em hòa thuận với nhau nhờ cái hiền hậu và khiêm nhường đó. Rồi đến khi rời khỏi gia đình, chúng ta đi ra ngoài phố thôi, ra ngoài chợ thôi, ta ăn bát bún riêu, ta uống ly cà phê buổi sáng, ta mua một tờ báo, hay là ta đi chợ, ta mua sắm thức ăn, là ta đang tiếp xúc với biết bao nhiêu con người sống quanh chúng ta. Mà cái số lượng những cái người chưa biết Chúa đó đông gấp 10 chúng ta. Vậy làm sao mà cái ta mang được cái mà ta đã học ở trong nhà thờ, ta ra ta không có cần la lên, ta không cần làm cái chuyện gì ghê gớm đó. Ta cứ ứng xử đối đãi thôi, ta mỉm một nụ cười, ta cư xử tử tế, ta nói một lời dễ thương, và làm cho cái bầu khí, cái môi trường chúng ta đang sống đó, nó bắt đầu
thấm dần dần cái hiền hòa và khiêm nhường của thầy Giêsu. Truyền giáo là vậy, loan báo tin mừng là vậy, không nhất thiết phải là rửa tội cho người ta để người ta theo đạo rồi mới là loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng là mình làm chuyển cái tấm lòng của Chúa Giêsu, cái lòng thương xót của Chúa Giêsu nó qua mình, nó chuyển đến người ta. Còn kêu gọi các bạn ở trong nhóm là cố gắng đi lễ cả ngày thường. Một tuần con có một cái lễ ngày thường thứ ba cho các bạn đến dự. Rồi con khuyến khích ngoài những cái ngày này các bạn đi lễ ở thêm nhà thờ này, nhà thờ kia. Làm sao mà đi lễ buổi sáng thì lời của Chúa sẽ theo ta suốt một ngày, làm cho ta thấm được lời của Chúa trong suốt một ngày sống. Còn nếu mà không thức dậy buổi sáng được thì đi lễ buổi chiều. Đi lễ buổi chiều thì bao nhiêu những cái mà nó bủa vây chúng ta trong cả một ngày sống đó, thì nó được cái thánh lễ buổi chiều đó giải tỏa và cho chúng ta một cái sự bồi dưỡng để sáng hôm sau bắt đầu một ngày sống mới, ta có cái mà đem ra chia sẻ với mọi người, có cái mà đem ra để mà chan hòa với môi trường xung quanh mình. Một số bạn đã làm được, một số tôi cha bận quá, con phải đi làm thế này thế kia, về tới nhà nó mệt phờ rồi, còn sức đâu mà đi nhà thờ. Nó nói thôi hôm nào ráng được thì ráng. Chính cái lúc mình mệt nhất ấy, chính cái lúc mình đuối nhất, mình đói nhất, mình mệt nhất, lại là cái lúc mình cần đến lời của Chúa nhất. Chứ nếu mình no bụng rồi, mình khỏe khoắn rồi, vì đi nhà thờ chuyện nó thường hơn. Còn cả một cái ngày sống mình vất vả, mình căng thẳng, mình phải giải quyết bao nhiêu vấn nạn, bao nhiêu những căng thẳng, thì mình còn cần đến Chúa nhiều chừng nào. Mình va đập vào những ông chủ, những con người đồng nghiệp với mình, tất cả cái môi trường sống chung quanh chúng ta, ta bị đụng vào họ, ta căng thẳng, ta cũng nhiều khi muốn nổi nóng lên, thì lại càng cần đến với Chúa để mà Chúa chuyển cái tin mừng của Chúa cho chúng ta. Nên nếu con không ép, tại vì hội thánh cũng chỉ có mời gọi chúng ta là đi lễ, đừng có bỏ lễ Chúa Nhật. Con hỏi là cái điện thoại di động mà mình xài đấy, bao nhiêu lâu phải sạc điện thoại một lần? Có nhiều bạn nói dạ thưa cha con một ngày rưỡi, có nhiều người dùng nhiều một ngày là phải sạc điện thoại rồi, thậm chí đi đâu cầm những cái cục sạc mà đã nạp điện sẵn rồi, hết điện cắm vô cái là có xài liền. Thế trong khi đó thì con nói cho họ, các bạn nói là mỗi ngày con phải sạc điện thoại ít là một lần một ngày, thế thì huống chi là cái năng lượng để chúng ta sống, ta đâu có đợi đến Chúa Nhật ta mới nạp được. Nếu mà đợi đến Chúa Nhật mới nạp năng lượng của Chúa cho đời của mình, trễ mất rồi. Trong tuần lễ đó, 6 ngày đó, cuộc đời nó làm cho ta bầm dập rồi, nó tước đoạt của ta biết bao nhiêu những cái niềm vui, sự bình an, nó làm cho ta bị tổn thương, nó làm cho ta ngơ ngác, mệt mỏi. Về nhà nhìn thấy nhau thì có dễ nổi giận, dễ nóng tính. Chồng buồn quá thì mấy ông đi nhậu tưởng là nó đỡ buồn, nhậu xong về nó còn buồn hơn. Mà trong lúc nhậu thì không còn đủ tỉnh táo, về đến nhà đánh vợ chửi con. Đâm ra cái cuộc đời này nó tấn công vào ta, ta lại tấn công lại vợ mình, chồng mình, con mình, hay đứa con tấn công lại cha mẹ của mình. Đến tối đáng nhẽ chúng ta ngồi đọc kinh cầu nguyện với nhau thì chúng ta lại coi TV. Và thưa ông bà anh chị em, cái TV nó dạy chúng ta nhiều cái bậy bạ lắm á. Ngày xưa con còn có một cái TV ở trong phòng làm việc, xong về sau con không xem nữa. Bởi vì chính mình là linh mục rồi mà mình xem bực mình lắm. Rồi cái một hồi cái điều xấu ở trong cái TV đó, cái nội dung xấu đó nó nhiễm vào đầu mình hồi nào không hay. Ông cha cũng bị nhiễm luôn chứ hói muốn chỉ gì ông anh chị em, nhớ chi về những đứa bé. Con có một đứa cháu, nó gọi con bằng ông trẻ. Lúc nó còn bé, nó xem TV, nó thấy ca sĩ mà nam đó, mà cứ uốn éo ẻo 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 ẻo, cái nó bắt trước, nó cũng ẻo 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 ẻo. Ôi chà, nó như là lại cái vậy này.
Ừ, thằng cậu của nó là cháu gọi con bằng cậu. Cậu ruột của nó đập thằng này một trận thê thảm. Ai cũng phải can thằng này đập, đập nặng quá. Cái thằng này nó lý luận là phải đập nặng thằng này để nó chừa, chứ không đập nó ngay, nó lây. Mà chẳng lẽ tối không coi, không cho coi tivi. Mà coi tivi là nó nhiễm vô đầu, nó bắt trước tất cả những game show truyền hình với lại ca sĩ lên hát này, người mẫu này kia, ngay cả bóng đá, ngay cả bóng đá có nhiều cái cũng xấu lắm. Đội tuyển Việt Nam vừa rồi vô địch mà chơi xấu mấy cái đó. Anh chị em thấy rồi, đá vào chân người ta, cầu thủ mới đá được có 10 phút thì ra sân luôn, nghỉ đá luôn vì bị tổn thương nặng quá. Thật ra cái chiến thắng của Việt Nam trong trận vừa rồi 3-0 nhưng mà nó không còn ý nghĩa nữa. Con xem trong phòng bực mình mà trời ơi, mấy trận trước với Việt Nam đá đẹp đến dễ thương đó. Vậy mà bây giờ cũng cột nhau, cũng chơi xấu với nhau trong trận để cốt giành chức vô địch, để cốt có thể giải thưởng được mấy trăm triệu một tỷ, thì chân sẵn sàng chơi xấu, chơi xấu người ta. Đến lúc người ta chơi xấu lại mình thì ông huấn luyện viên con cũng rất là cảm tình với cái ông Park Hang-seo đó. Vậy mà ông cũng nổi điên lên, ông bênh vực học trò mình, ông chửi bên kia, và bao nhiêu cái nét đẹp của bóng đá nó tụt xuống. Nhưng mà nhiều bạn, nhiều người không thấy cái đó, cứ thấy Việt Nam vô địch là vui rồi, à, hò hét vui quá, Việt Nam thắng rồi. Có biết đâu là Việt Nam thắng, nhưng mà hàng triệu triệu người, ít nhất là 10 triệu người ngồi xem màn hình bóng đá, nhiễm cái thói quen xấu là thắng phải giành bằng mọi giá, chơi xấu cho người ta cũng được, đá vào chân người ta tổn thương. Một cái cầu thủ dễ thương đá hậu vệ của mình, mấy hôm nay con rất quý cái anh chàng này, nó tướng nó đá nó đẹp dễ thương, hậu vệ cao lớn một thước 80 mấy, nó chạy lại nó đá cái anh cầu thủ kia một cái, sao nó bỏ đi vừa cười, đấy làm khoái chán. Hình như có một cái chỉ đạo ở trong phải đốt cầu thủ, đốt mấy cái cầu thủ giỏi bên kia thì cuối cùng mình không, bên kia không còn người giỏi nữa thì mình thắng. Nên khi tắt cái trận bóng đá đó, con đang ở Vũng Tàu, con nghe ngoài đường Bãi Dâu hò la, hình như Vũng Tàu bây giờ cũng đi bão không thôi gì Sài Gòn với Hà Nội. Trong con thấy buồn là bởi vì Việt Nam thắng một cái trận nhưng mà thua về mặt nhân cách, đánh mất một cái gì đó rất là quý mà người Việt Nam mình đáng lẽ phải giữ gìn cái đó. Mà mình giữ được cái đó mình vẫn có thể thắng chứ đâu có thua. Mà nếu có thua mà mình vẫn giữ được nhân cách thì cái thua đó vẫn là thắng. Đằng này bây giờ mình thắng nhưng mà mình đánh mất cái nhân cách. Báo chí sau này quốc tế nó chửi cho Việt Nam quá trời, lên mạng xem mới thấy. Vậy vậy thưa ông bà anh chị em, ấy, cái trận bóng đá đó nó trực tiếp truyền hình cả 10 triệu người xem, thì lúc đó cái tivi nó là ông cha trong nhà thờ, tivi nó thay thầy cô giáo ở nhà trường, tivi nó thay cho bố mẹ ở trong gia đình, nó dạy mình, nó dạy một cách hấp dẫn, lôi cuốn. Mà có biết đâu nó đang hủy hoại con người của mình. Trong khi ở nhà thờ thì chúng ta buồn quá, buồn ngủ nên chúng ta không có để cho Chúa dạy cho chúng ta những bài học cần thiết trong cuộc đời. Cảm ơn anh chị em đi như thế này, cha sở cũng mừng, con cũng mừng. Bởi vì đây là những người sẽ nghe được lời Chúa, không phải là nghe con mà con thích đâu, mà là nghe lời Chúa. Mà lời Chúa sẽ, con sẽ có nhiệm vụ là làm sao nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, nói bằng đủ cách. Hôm nay con mệt quá, con ho, con không dám mang cái đàn về. Tuần trước con giảng ở Rạch Vọt, Sóc Trăng, con còn ôm đàn, con hát. Hôm nay con đuối rồi, con không dám mang đàn theo. Tuần tới con sẽ giảng 3 ngày ở nhà thờ Chợ Đũi, có lẽ con sẽ hồi phục, con sẽ mang cái đàn theo. Tức là nhiều người cứ tưởng ơn ông cha Uy đi giảng Tĩnh Tâm mà vác cái đàn guitar theo, kỳ quá. Nhưng mà ý con muốn nói là con sẽ dùng nhiều cách, bằng bài hát, cầu nguyện, bằng lời Chúa. Có khi có những nhà thờ có màn hình chiếu để mà lời Chúa mình nhìn thấy, mình nhìn thấy câu lời Chúa hiện lên, tai mình nghe đọc, miệng mình mở ra mình đọc, và tâm hồn mình mở ra mình lắng nghe, mình đón nhận, thì lời của Chúa vào nhiều. Cũng giống như ta xem tivi thì mắt ta nhìn thấy cầu thủ ở trên đó, tai ta nghe hò la, tất cả những cái đó nó nhập vào trong ta nhanh như chớp. Ở trong nhà thờ chúng ta không có muốn cạnh tranh với mấy cái đó, nhưng mà các linh mục, cha xứ,
các linh mục ở dòng dòng tu như chúng con đều khao khát mong muốn anh chị em nạp được cái năng lượng của Chúa càng nhiều càng tốt. Nên con lặp lại bài ngày hôm nay là con đọc có đúng một câu thôi, anh em hãy học cùng thầy vì thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Ngày mai con sẽ đọc, anh em hãy đến cùng thầy, thầy sẽ cho anh em được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hai cái phần đó là của thánh lễ, phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Và ngày cuối cùng là ngày thứ bảy, nó đưa thêm một cái bước thứ hai nữa, để chúng ta đã được trang bị bởi lời của Chúa, được dạy dỗ và được Chúa chữa lành rồi, thì chúng ta mới bắt đầu biết cầu nguyện, chúng ta mới bắt đầu biết loan báo tin mừng, chúng ta bắt đầu biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Là cái buổi thứ bảy là buổi tổng hợp với một đoạn tin mừng khác. Còn hai ngày này con chỉ đọc Matthew chương 11, ngày để đọc câu 28, ngày cả đọc câu 29, xong rồi, ngắn lắm. Xin anh chị em tối hôm nay về nhà, nếu ai có cuốn Tân Ước xin mở tin mừng Matthew chương 11. Tối hôm nay là con đọc chương 11 câu 29, mở ra đọc, đọc tới đọc lui, thuộc lòng hơn cũng được, để lời của Chúa đó thấm vào ta, để ta bắt đầu học biết được thế nào là hiền hậu và khiêm nhường. Cuộc sống xung quanh chúng ta bây giờ nó dữ tợn và nó kiêu căng ngạo mạn. Chúa dạy ngược lại hiền hậu và khiêm nhường, để đẩy lui cái sự hung hăng dữ tợn, đẩy lui cái kiêu căng ngạo mạn đi, thay thế vào đó là sự hiền hậu và khiêm nhường. Con hay có mấy cái dẫn chứng rất là cụ thể đời của con. Hồi mà con còn khỏe, con còn chạy xe gắn máy được, con bị nhà ăn trộm, nó vào nhà dòng nó lấy mất cái Honda Way Alpha của con, người ta cho ăn cắp mất. Thì con người khác tốt bụng thấy con đi xe ôm, cho con một chiếc xe Way Dream Thái. Nhà người ta con gái nó lên đời xe tay ga rồi, dư cái xe này hỏi cho con có lấy luôn lấy liền. Thế con chạy cái xe đó, mà cái xe đó con chạy là luôn luôn cái đít sau xe nó bị bể, có khi văng luôn cái bảng số sau đuôi. Lý do là bởi vì con mà chạy tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, con vừa thấy đèn vàng là con rà chậm chậm lại, con thắng, buông tay ra nghỉ cái tay cho đỡ tê, thả hai chân xuống trống, y như rằng thế nào có cái xe nó tông vào đít mình, tông cái rung, nghe cái rốt biết là bể rồi, bể cái đuôi xe rồi. Chưa kịp phản ứng gì đằng sau nó chửi mình rồi, nó chửi tục lắm, con dám chửi lại. Nhưng mà anh chị em biết ở ngoài đó nó chửi ghê lắm ha, chửi tục á. Nên là nóng quá nó chạy nó tông đít xe mình, nó chưa xin lỗi mà nó còn chửi mình nữa, chửi cha chửi mẹ mình nữa chứ, tức quá quên luôn mình là ông cha. Quay lại là tính chửi đó, nhưng mà chắc là mình sẽ nhờ đào tạo dạy dỗ cho mình sẽ chửi có văn hóa hơn, không có nỗi chửi bẩn như vậy. Vừa quay lại định chửi, định nói một câu gì đó tức mà, thì đằng sau nó la lên, cha đó hả? Nó nhận ra mình là ông cha, nó là giáo dân đã đi lễ của mình. Xong nó la làng lên, trời ơi cha chạy xe gì kỳ vậy cha, tới đèn chưa có đỏ mà cha thắng lại chi vậy cha chạy gì kỳ cục vậy cha, chạy luôn chạy mém cho rồi đi. Mình còn chưa kịp phản ứng sao cái đèn xanh nó chạy mất, không một lời xin lỗi. Mà may nó nhận ra mình là ông cha, chứ nó không nhận ra được mình là ông cha mà mình quay lại mình nói nó một câu gì nặng nặng á, chắc nó quýnh mình à, quýnh chắc còn chết. Thì hôm nay không có ông cha đứng đây giảng cho anh chị em, dữ tợn ghê sợ ha. Bên hông nhà thờ dòng chú cũng thế, chúng con có con đường bà huyện Thanh Quan. Có hôm con đứng đó, con vừa mới đi về làm lễ ở cho các xóm, con vừa về thấy có một cái taxi Mai Linh đụng vào một cái xe Honda ôm, thì cái xe Honda ôm nó không có bị nặng gì, tại xe nó cũng cũ quá rồi, nhưng mà cái xe taxi Mai Linh chỉ bể bóng đèn. Anh tài xế nhảy xuống khỏi xe để dòm xem cho xe mình bị sao, vừa mới nhảy xuống khỏi xe thôi, anh kia nó gỡ cái nón bảo hiểm, nó quất lên một cái bốp bể sọ, máu phụt lên. Mình cũng chưa phản ứng kịp, nhưng mà may có những người đi đường họ chạy lại.
họ đưa anh ta đi cấp cứu nhà thương, bắt được cái anh kia trói nó lại, lấy dây nịt trói nó lại, mà nó còn chửi tum lum, cái máu của cái đầu của anh tài xế taxi vẫn còn dính ở trên cái nón bảo hiểm, rút ra cầm cái sợi dây quất. Mình chứng kiến từ đầu đến cuối như vậy, dư qua đụng nhau một cái chưa xin lỗi thì đã đánh nhau rồi. Là sự hung hăng dữ tợn. Sài Gòn mình như vậy, Hà Nội cũng ghê lắm. Con giai đoạn con ra Hà Nội để con giúp ngoài Bắc, hôm con đi với một cha nữa, đem đi bộ trên phố Lý Quốc Sư, đang đi bộ thì nghe chửi, chửi to lắm, giọng đàn bà con gái mà chửi cũng bẩn lắm. Ở miền Bắc là chửi có vần có vẻ, có lên bổng xuống chậm, chửi lôi từ đời ông cố nội với bà cố ngoại gì đó ra, chửi ghê lắm. rồi xem ai chửi vậy thì thấy bên kia đường, mình đang đi bên lề đường này, thấy bên vệ đường bên kia có một cô gái đẹp ơi là đẹp, chân dài, ngồi trên xe Attila đang cầm điện thoại chửi vào trong điện thoại á, chửi thê thảm. Ngoài Bắc người ta gọi là chửi tắt bếp á, chửi tắt bếp có nghĩa là nó văng nước bọt ra, phèo nó tắt luôn lửa. Thế là cô ta đang chửi trong đó, chửi một hồi có mệt cũng có ngưng lại có thở, thì mình nghe bên kia chửi lại, tranh thủ lúc bên này đang thở thì bên kia nó chửi lại. Mình nói trời ơi, cái điện thoại đâu mà mạnh dữ vậy ta, bên kia chửi lại mà bên đây mình nghe rõ một, ngơ ngác gì. Hóa ra không phải, lại có một cô khác đậu cái xe bên này đường, hai bên ngó qua dùng điện thoại chửi nhau mà mắt đang nhìn thấy nhau cách nhau chừng 6 thước. Bên này bên kia thở cái là bên kia chửi, bên kia thở cái bên này chửi, hai bên chửi bẩn, bên này bẩn 1, bên kia bẩn 2, bên đây lại bắt đầu bẩn 3, bên kia lại tăng lên liều số 4. Chửi mà vẫn cứ cầm điện thoại mà chửi vào điện thoại ấy, mà mắt thì nhìn thấy kẻ thù bên kia. Hai cô đều chân dài tới nách, đẹp ơi là đẹp nhưng mà nhân cách không đẹp. Đấy, một cái xã hội của chúng ta bây giờ nó đang đẩy con người ta đến cái sự dữ tợn, hung hăng. Con nhiều chuyện lắm, cho con kể tới tối cũng hết. Thời mà con còn làm giáo viên, con là giáo viên bồi dưỡng cho các giáo viên, có hôm người ta cho mình mượn cái trường ở trong quận 1, trường Minh Đức, gần cầu Muối. Con đang ngồi chờ các giáo viên của con tới đông đủ để mình tới giờ mình dạy thì mình mới thể để ý thấy cái trường nó cũng có học sinh, nên ông bố đưa học sinh tới trường, đưa con mình tới học. Thì vừa thả đứa bé xuống khỏi cái xe Honda, ông nói với thằng con, ông chỉ mặt, mày đánh ra chưa, bữa nay thằng nào đánh mày, mày phải đánh lại, mày đánh không lại thì mày chạy, mày về mày mép tao vô tao đánh nó, mà nó kêu ba nó thì mày chỉ mặt nó, mày nói là ba tao có võ, mày ngoan mày gọi ba mày ra đi, tao quấn ba mày chết mẹ luôn. ông chạy như vậy đó, mày mà về tao về nhà mà ngày hôm nay mà để tôi ăn hiếp mày, nó xé tập vở mà nó xé quần áo của mày á, là tao đập mày. Nên mày muốn không bị tao đập mày thì mày phải đập thằng kia. Ông dậy, nhớ chưa? Ngu lắm. Thằng nào nó đập mày phải đập nó, mà nó chưa kịp đập mà nó muốn đập nó trước. Ồ, mình ngồi mình nghe cái bài dạy của một ông bố thương con, bảo vệ con, thì dạy con là phải đánh, phải đánh thằng kia, đánh không lại tao tới tao đánh phụ cho. Thì cái đứa bé đó, câu chuyện con nói là năm 1985, đứa bé 10 tuổi, bây giờ nó bao nhiêu tuổi rồi? Thế chưa? Bây giờ nó sẽ thành người như thế nào? Nếu nó vẫn giữ được cái bài học đó của bố nó, nếu nó không phải là một đứa bé công giáo được đến nhà thờ để nghe Chúa dạy, thì nó được nạp vào nó một cái khái niệm là muốn sống được ở trên đời này phải bằng nắm đấm, phải đánh nhau, phải thắng, nhít là hèn. Cái bài học ghê, anh hùng là cái chỗ là mày chưa kịp đánh mà mày muốn đánh tao, tao đánh trước tao, mày sợ đó. Cuộc đời của chúng ta nó là như vậy. Con kể mấy chuyện của đời con thôi chứ chắc ông bà anh chị em cũng dư biết cuộc sống của chúng ta ngày càng dữ tợn hơn. Trước năm 75 chúng ta còn hiền,
Bây giờ thành phố chúng ta nó lên hơn 10 triệu người rồi. Nên ta sống ta quay đây quay lại là ta thấy ta đụng người này đụng người kia, hàng xóm láng giềng tùm lum hết, đi ngoài đường quá đông. Nên ta càng ngày càng nóng tính hơn, càng hung hăng hơn. Đấy, như con bị đụng 7 đít xe đó, con quên luôn mình là linh mục. Bị nó chửi mình quên, tức quá quên. Những dịp như mùa chay, mùa vọng, chúng ta đi thánh tâm như thế này là ta để ta nghe được lời Chúa và ta kịp thời sửa lại những cái gì không tốt. Ông cha linh mục chúng con được gọi đến để giúp anh chị em đón Chúa một cách xứng đáng. Chứ không thì chúng ta sẽ chỉ lo mắc đèn, rồi làm máng cỏ, hang đá thật to, mở nhạc sập sình jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Có biết đâu bài đó là nhạc quảng cáo, chứ nó không phải là nhạc thánh ca. Nếu mà là thánh ca thì lại phải dạy cho chúng ta hiền hậu và kiên nhường, dạy cho chúng ta yêu thương vị tha như ngôi hai dáng thế làm người. Nhưng mà bây giờ ta được dạy cái gì đó? Noel là ta mở một mùa nào đó chúng ta một mùa sao sáng hay, chứ không phải là hăng hay. Nhưng mà bây giờ cái đó nó chiếm hết thời gian, nó chiếm hết âm thanh của chúng ta, chiếm hết hình ảnh của chúng ta rồi. Bên ngoài rực rỡ lên nhưng mà bên trong thì tối thui. Và chính vì thế mà chúng ta bao nhiêu mùa Noel Chúa đến rồi mà Chúa vẫn cứ ở bên ngoài đời của ta, bên ngoài cánh cửa nhà của chúng ta, bên ngoài cánh cửa lòng của chúng ta. Chúa chưa vào được trong đời của mình, Chúa chưa chiếm được lòng của ta, lời của Chúa chưa thấm vào ta, mà cái gì đó nó chiếm mất. Quà cáp, quần áo, đèn nến, bánh kẹo, ánh sáng lập lòe, những cái đó không có xấu. Nhưng nếu mà chúng ta chưa có được ở Chúa ở trong đầy thì cái bên ngoài nó sẽ chiếm hết, và chúng ta sẽ chỉ còn là những người có đạo thôi, mà coi chừng không có Chúa. Nên những dịp tĩnh tâm, mùa vọng, mùa chay là cơ hội để ông bà và anh chị em cùng với các linh mục chúng con chuẩn bị cho nó tốt. Hồi nãy còn mới nói cái dữ tợn đó, còn cái khiêm nhường. Khiêm nhường bây giờ thời buổi ngày hôm nay cũng mất rồi. Hồi nãy con có nói là có một giai đoạn con không có chịu xem bóng đá, không thèm coi bóng đá nữa. Bởi vì từ cầu thủ nước ngoài, các giải bóng đá ngoại hạng Anh đêm thứ bảy nó ảnh hưởng sang giải bóng đá Việt Nam. Nam đá không thể nào bằng được ngoại quốc, nhưng mà chúng ta cũng bị lây theo. Rồi World Cup, rồi Euro, bóng đá xôn xao đấy, bỏ ăn, bỏ ngủ để mà xem bóng đá. Rồi cuối cùng khi nó đá thắng một cái, đánh đầu vô, đẹp thật đẹp, mà một cầu thủ nó nhảy lên, nó đấm vào ngực, binh 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 binh, rất là kiêu ngạo. Nó chứng tỏ cho thế giới là tao mạnh đó, tao thắng đó, tao giỏi đó. Giá của tao là bao nhiêu triệu tiền, gọi là chuyển nhượng. Nên chung quanh chúng ta nó đang dạy cho chúng ta sự kiêu ngạo, rồi thổi phồng lên các ca sĩ. Các ca sĩ của chúng ta thì cũng có những câu hát hay thật, nhưng mà nó thổi phồng lên gọi là diva. Diva tức là nữ thần. Trời ơi, con người ta hát hát thôi mà nó phồng lên nữ thần diva. Rồi ca sĩ nam thì nó gọi là ông vua nhạc pop, vua này vua kia, tôn phùng con người ta lên. Thế là mấy cái con người đó, ca sĩ và người mẫu, rồi cầu thủ bóng đá, coi mình là vua, coi mình là thân nữ thần, nên kiêu ngạo vô cùng. Có thể lên Facebook chửi bới nhau, hung hăng với nhau. Cái từ cái hung hăng hồi nãy ấy, nó chuyển sang cái kiêu ngạo nhanh, hay là cái kiêu ngạo nó sẽ đẩy con người ta đến cái sự hung hăng. Thế con người ta nó kinh khủng như vậy. Nên thôi con nói, con cũng bắt đầu mệt rồi. Ông bà chị em nghe con nói mai cũng mệt rồi. Toàn là những cái bóng tối. Trong khi đó nếu mà chúng ta để cho ánh sáng của Chúa rọi vào thì chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi cuộc đời của mình. Con xin, hồi nãy giờ là kể toàn những chuyện không có tốt, không có vui.
con xin kết thúc bằng một câu chuyện nó đẹp, nó tốt, nó dễ thương. Trên Facebook bây giờ người ta cũng lôi chuyện này, lôi chuyện kia ra mà phơi bày toàn là cái xấu. Con kêu gọi các bạn trong nhóm của con dùng cái Facebook của mình đưa lên những cái đẹp. Mỗi ngày con đưa lên một bức ảnh đẹp, mỗi ngày con đưa lên một câu chuyện dễ thương, con đưa lên một tấm gương gây xúc động, để mà bù lại phần nào những cái cuộc sống này nó làm cho xấu đi. Nên trong bài giảng con cũng lỡ kể cho anh chị em nhiều chuyện tiêu cực, nhiều cái bóng tối. Thôi con xin kết thúc bằng một câu chuyện tuyệt vời. Con được tận mắt thấy, con có dịp đi ra miền Bắc nhiều. Sau khi chịu chức ở miền Nam, con tình nguyện đi ra miền Bắc, về lại quê hương của mình. Bố mẹ con di cư năm 1954 mà. Con về quê, sống ở vùng quê. Con có đến thăm một cái trại cùi, ngoài Bắc họ gọi là trại hủi, thì miền Nam mình gọi cùi, ngoài Bắc kêu là hủi. Trại cùi đó tên là Quả Cảm, nó nằm ở ngay thành phố Bắc Ninh. Đi 5 cây số là nó lọt ra, nó ra một cái chỗ nó hoang dã, không ai muốn ở gần cái người cùi. Ở trại cùi Quả Cảm đó, con được gặp Bao Tây. Con không nhớ hết tên nhưng mà nhớ cái họ của mấy ông Tây đó, tên là Jacca, có ông cha Pierre, có ông cha Raymond, con còn một cha nữa con nhớ được tên. 3 anh em ruột, trong đó có 2 ông sinh đôi và 1 ông anh em, 3 ông. Mà trong 3 ông như vậy chỉ có 2 ông là bác sĩ, 1 ông là kỹ sư. Ở trong đó lại có 2 ông là linh mục. Con không nhớ ông nào là linh mục với ông nào là kỹ sư, ông nào là bác sĩ nữa. Chỉ nhớ là 3 ông thôi, thương nhau, dễ thương, giống y hệt nhau luôn. Có 2 ông sinh đôi, có 2 ông là bác sĩ, có 2 ông là linh mục. Một người còn lại là kỹ sư, họ người Pháp, dòng họ quý tộc. Họ lặn lội đi tất cả các trại cùi trên thế giới. Nhưng mà họ đến Việt Nam thì họ thấy trại cùi Việt Nam khổ nhất, tội nhất. Họ lưu luyến ở lại lâu hơn. Mà 2 cái ông bác sĩ thì tìm cách khám bệnh cho người cùi để đo lường được cái mức độ cùi nó đã đi đến mức độ nào và cần phải có cái cách thức nào để giúp họ. Còn cái ông kỹ sư thì tìm cách chế ra những cái đôi giày, chế ra những cái bát ăn cơm, chế ra những đôi đũa để cho những người cùi, người cùi nó cụt bàn tay rồi, cụt ngón tay rồi, cụt chân rồi, có thể đi cái đôi giày đó. Anh chị em có thể tưởng tượng cái đôi giày của chúng ta đi nó như thế này, nó đầy đủ. Còn cái người cùi cứ khi mất hết bàn chân thì còn có cái gót đó. Tức là cái đôi giày của họ có một cục tròn vo, cái đế có một cục cột lên trên này làm sao cột rằng đừng có làm cho người ta đau. Thì ông kỹ sư là ông chế chân giả, rồi cái tay cụt hết rồi thì họ chế làm sao để mà nhờ một người khác gắn cái tô vào trong tay trái, gắn một cái muỗng như thế phải, nghe bắt gọi là cái thìa, để họ có thể tự ăn được. 3 cái ông đó ở cái trại đó khá lâu. Ông đi về Pháp, ông đi sang trại cùi khác rồi ông lại quay trở về Việt Nam. Có một lần con đến đúng lúc mấy ông ấy đang chơi với trẻ em, chơi với những người trong làng. Ông Tây to đùng như vậy, ông nào cũng nặng hơn 100 ký mà già 70 tuổi rồi. Vậy mà vui vẻ lắm, mượn cái xe đạp của người cùi ở trong làng đó, nó chạy xe đạp, ngồi chạy vòng vòng, chở mấy đứa con nít chạy vòng, vui lắm. Rồi có hôm con đến đúng lúc mà họ đang khám bệnh cho bệnh nhân cùi mới ở chỗ khác đưa về. Anh chị em có thể tưởng tượng, họ quỳ xuống dưới đất, người cùi ngồi trên ghế, còn họ quỳ xuống đất, họ nâng cái đôi bàn chân lên họ khám. Mà họ khám bằng cái gì anh chị em? Khám bằng lỗ mũi. Có nghĩa là họ đưa cái chân cùi của người kia vào mũi của họ, họ ngửi cái mùi mủ máu á, xem nó ghê đến mức độ nào, cái màu của cái mủ nó xanh như thế nào, và cái mùi thối như thế của thịt hoại tử nó như thế nào, để họ biết được cái mức độ bệnh của cái người cùi. Những cái bà cụ già người cùi, nhất là biết là ông đang là ông cha đó, mà đang khám cho mình vậy, người cái mùi cùi như vậy mà miệng mặt mũi vẫn tươi cười, không có đeo khẩu trang gì hết á, đeo khẩu trang sao ngửi được. Nâng lên mấy bà khóc, mấy bà dậy dậy lên đó, bà nói rằng tiếng Việt, bà nói ôi cha, tại sao cha lại làm như thế, vô phép
con là cùi bẩn thỉu lắm, cha đừng có làm như vậy. Mà mấy ông thì cũng hiểu lắm, bỗng là mấy bà này ba đăng, ba không muốn cho cha làm cái chuyện khiêm tốn như vậy. Mà ông cha cứ cười té té, nó cứ tay ông khỏe vẫn cứ giữ chân người kia rút được. Ông khám xong ông mới nói với nhau xong, lấy ngồi tay ghi chép là sao, rồi bắt đầu mới tìm thuốc băng bó vết thương lại cho họ. Mỗi người nào vào họ cũng khám bệnh vào lỗ mũi. Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Về sau thì vì cái giai đoạn đó còn khó khăn, ba ông Tây bị chính quyền Việt Nam trục xuất ra khỏi Việt Nam, không cho đến nữa, là bởi vì sợ cái ảnh hưởng của hai ông cha và một ông bác sĩ như vậy, ảnh hưởng tốt quá, làm cho người ta có thể vì cái thấy hai ông nó tốt như vậy, ba ông nó tốt như vậy mà có thể theo Chúa, nên người ta báo cáo nhau làm sao đó, ra lệnh trục xuất, nói là ba ông Tây ở đây không có được an ninh, nhà nước lo cho an ninh của ba ông thôi, rồi ba ông đi chỗ khác. Đến Việt Nam thì được vào tòa giám mục nào chào đức cha thôi, không được sang chạy cùi nữa, đau khổ. Nhưng khi mà con đến, con chơi với họ, con phải xin lỗi với người cùi ở đó. Con nói thưa bà con cô bác, con cũng là ông linh mục mà con chưa đủ sự khiêm tốn như ba cái ông Tây đó, như hai cái ông cha Tây đó, và như ông bác sĩ. Con cũng không có phải là bác sĩ nên con không biết làm sao khám bệnh cho mọi người, nên thôi con cố gắng học cái bài học khiêm tốn hiền hòa của ba ông Tây đó. Con làm được cái gì cho các cụ thì con làm, nên là mình đi xin tiền rồi mình xây cho họ cái chuồng heo vui lắm, ngoài Bắc gọi là chuồng lợn. Nên là mấy tháng sau con trở ra, họ bảo cái chuồng lợn cha Uy dạo này tốt lắm. Họ đặt tên, mình giúp cho họ cái gì thì họ đặt tên luôn cho mình cái đó, cái chuồng lợn cha Uy. Thế là thấy họ ở nhà vệ sinh nó không được sạch sẽ, đổ nát thì con xin tiền hội này hội kia xây cho họ nhà vệ sinh, họ đặt nhà vệ sinh cha Uy. Lúc đầu mình nghe hơi sốc, nhưng mà về sau mình nói, ánh mắt của họ, cách nói của họ hiền hòa, và mình cảm nhận trong đôi mắt của họ có một sự biết ơn, và cái sự biết ơn đó nó cũng làm cho mình vênh vang kiêu ngạo, nó lại làm cho mình tiếp tục khiêm tốn. Bây giờ lâu lắm con mới ra miền Bắc được một lần, mỗi một lần con về thì những người còn sống họ nhận ra con, họ lại kể cho những người mới vào, những người còn chưa biết con là ai, thế con lại phải hỏi thăm, thế ba ông Tây có còn trở lại không? Họ bảo dạ thưa không, mà chúng trong ký ức của họ vẫn nhớ có ba cái ông Tây sẵn sàng ngồi trên cái xe đạp, mỗi lần leo cái xe đạp muốn gãy luôn để chơi với con nít. Và có ba ông Tây đã khám bệnh cho họ bằng cái lỗ mũi, chưa ai làm trên đời này làm chuyện như vậy. Nên thưa ông bà anh chị em, con kết thúc ở cái chỗ đó. Một cái nhân cách như vậy là nhân cách đã được chính Chúa Giêsu dạy, nên chúng ta cũng cần được Chúa Giêsu dạy như vậy, để chúng ta chắc có lẽ chúng ta cũng không đủ can đảm đến mức mà nếu mà có ai trong anh chị em là bác sĩ mà đi khám người ta bằng cái lỗ mũi, chúng ta cũng không có khả năng như một bác sĩ hay là một cái người tận tụy mà cứ phải lo cho người cùi, không cần phải đến chạy cùi mới phục vụ được. Anh chị em có thể ngay trong gia đình, vợ quan tâm đến chồng, chồng chăm sóc cho vợ, cha mẹ yêu thương con cái có hiếu với cha mẹ, rồi anh chị em với nhau hòa thuận trong nhà, rồi đối xử với hàng xóm nó không tốt với mình không sao, nhịn, rồi từ từ hoán cải người ta. Và cái quan trọng là để mà có được tất cả những cái đó thì con tha thiết mời anh chị em đến dự thánh lễ. Anh chị em dự thánh lễ thì anh chị em nghe lời Chúa đó, có hôm thì hiểu, có hôm thì không hiểu, có hôm thì ngủ gật không sao hết, cứ đi, mình ngủ gật đấy chứ lời Chúa vẫn vào, và hoạt động lúc nào đó trong lòng của mình, trong đời của mình mà mình không ngờ. Trong cựu ước Isaiah có nói một câu của Chúa như thế này: lời của ta, đó lời được đọc lên là công bố ở đây này, lời của ta từ miệng của ta phán ra giống như là mưa như tuyết trên trời rơi xuống. Nếu nó chưa làm nảy mầm mọc lên một cái cây non thì lời Chúa ấy, lời ấy chưa trở về lại với ta. Vậy có nghĩa là chúng ta nghe lời Chúa ở trong nhà thờ có thể không hiểu, có thể hiểu chút chút, có thể từ từ, rồi lời Chúa vẫn, ông cha chúng con nói có giới hạn hết rồi. Con giảng như dài ngày hôm nay nửa tiếng hồ, hơn nửa tiếng, không ăn thua gì hết,
còn Chúa sẽ tiếp tục làm. Lời của ta phát xuất từ miệng ta đến gặp các tâm hồn như là mưa rơi xuống, như tuyết xa trên trời xuống. Nếu chưa làm mọc nảy mầm mọc lên cái cây tốt lành thì lời ấy chưa trở về lại với ta. Thế anh chị em xác tín vào điều đó. Ngày mai chúng ta sẽ học với, không phải là học nữa, mà chúng ta sẽ được đón nhận bởi một bác sĩ, một lương y là Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, cho chúng ta được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Một Thiên Chúa là lương y chữa lành tuyệt vời và chúng ta đầy thương tích. Nên ngày mai nếu được ông bà anh chị em về nhà, trong gia đình mình có ai đó chưa đi ngày hôm nay, ngày mai kéo đi. Người ta quen người nào đó ở trong đoàn thể, trong xóm của mình có đạo, thậm chí là không có đạo, anh chị em mà mời được, mời luôn. Ngày mai cố gắng làm sao mà nó đầy hết được hai nhà thờ. Không phải là để cho cha sở vui mà để cho con vui đâu, nhưng mà là để chúng ta thấy được là thánh lễ quý như thế nào. Và con sẽ là người cố gắng, anh chị em mà đi càng đông đó, là con càng có trách nhiệm, phải cố gắng trình bày làm sao để cho người ta thấm được lời của Chúa. Và ngày mai con cử hành thánh lễ làm sao để anh chị em thấy là Chúa đang chữa lành bệnh tật tâm hồn cho chúng ta, kể cả bệnh tật thể xác nữa, chứ không phải là chỉ có bệnh tật tâm hồn. Ngày mai nha anh chị em, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho những anh chị em đó, những anh chị em mà chúng ta mời đó. Ta có thể khó, có thể là họ bị rối, có thể họ ngắn ngẩm nhà thờ, có thể họ chưa quen, có thể họ không ưa Chúa Giêsu. Nhưng mà bây giờ chúng ta cầu nguyện xin cho họ mở lòng ra, ngày chúng ta mở lời, họ mở lòng, ngày mai họ đến đông. Và ông bà chị em cầu nguyện cho con sẽ cố gắng tối đa ngày mai để không làm cho những người đến nhà thờ họ thất vọng. Mùa vọng này thật sự là một mùa của hy vọng, không muốn để cho ai thất vọng. Mời cùng đoàn đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện một chút. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là thầy giáo dạy chúng con, Chúa là vị tôn sư cho chúng con những lời quý giá vô cùng. Xin Chúa dạy cho chúng con bài học của sự hiền hậu và khiêm nhường. Chúng con lấy bài học đó về ở trong gia đình, trong khu xóm, trong môi trường sống phục vụ của chúng con, để chúng con cũng thể hiện ra một tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ vậy cuộc sống này bớt hung hăng, bớt kiêu ngạo, bớt đi những bóng tối, sự dối trá. Chúng con tha thiết này xin Chúa, giờ phút này chúng con cầu nguyện cho những anh chị em ngày mai sẽ đến với nhà thờ. Xin Chúa cho những anh chị em của chúng con đây biết mở lời, không phải lời của cá nhân mà là lời của Chúa. Và cho những anh chị em kia mở lòng ra mà tìm đến với nhà thờ. Chúng con sẽ còn 2 buổi nữa để mà nhận được lời Chúa trong mùa vọng này. Xin Chúa cho chúng con say mê, khao khát, làm mọi cách để bản thân mình nghe được lời của Chúa, học được với Chúa. Và nhờ vậy chúng con sẽ chuyển đến cho anh chị em của chúng con lời tin mừng của Chúa Giêsu. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chúng con tựa nương tháng năm, trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa quá dung bền vững muôn đời, giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn tâm tựa nương tháng năm, trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa anh dũng bền vững muôn đời.
con. Xin Chúa nhận